Xin chào bác, đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Thì hôm nay em lên cho các bác mẫu xe đạp địa hình leo núi Trek 3007, được trang bị bộ chuyển động là Shimano Atus, gạt đĩa trên Shimano, đùi đĩa Shimano, đồ bánh 26 inch, đồ bánh Jaeger, lớp sơn trắng nguyên bản, khung nhôm thương hiệu Trek, rất là nổi tiếng với các bác chơi xe lâu năm. Là xe đã qua quá trình sử dụng là xe bãi nên là trên khung xuất hiện những cái vết xước nhỏ không thể tránh khỏi. Còn về nhìn tổng thể của chiếc xe như bác thấy trên hình là chiếc xe còn cái độ mới đó còn rất là tốt, ni lông đủ đều, ni lông cong đủ đều, nguyên bản bô chơi gư để hỗ trợ leo núi leo dốc. Phần tay lái thì chiếc xe được trang bị bộ tay bấm của Shimano, đuôi phanh dầu, đuôi phanh dầu của Techo, bánh 26 inch, đồ vẫn chơi gơ nguyên bản. Sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm, 41 cm, từ khóa cọc yên tâm cổ phốt là 53 cm. Chiếc xe vừa kích thước từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m70 đi là phù hợp. Xe chuyển động, bộ chuyển động Atus với 8 tầng lít và 3 tầng đĩa. Chuyển động rất là trơn tru mượt mà. Rồi, bên em đang bán mức chiếc xe này với mức giá là 7.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình và nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác đang đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.